Ngày mai sẽ diễn ra trận đấu tâm điểm của vòng đấu thứ 12 khi hai đội dẫn đầu là câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai gặp nhau. Lần gần nhất mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thắng được câu lạc bộ Hà Nội ở trên sân hàng đẫy đã cách đây 10 năm vào năm 2012. Đó là thời điểm mà lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh còn chưa thi đấu ở V-League. Hoàng Anh Gia Lai đã thắng 3-1 và khiến cho câu lạc bộ Hà Nội khi đó của Văn Quyết đánh rơi chức vô địch năm 2012. Sau 10 năm thì Văn Quyết vẫn là trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội, còn giờ huấn luyện viên Kiet Isaac đã mang tới một làn gió mới để Hoàng Anh Gia Lai có thể tự tin nghĩ về việc giành chiến thắng tại thủ đô. Hiện nay, đội bóng của chúng tôi có đầy đủ nhân sự, không thiếu cầu thủ nào trong đội hình chủ chốt. Đây là trận đấu quan trọng trước một trong những câu lạc bộ giỏi nhất V-League và các cầu thủ của chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ và hào hứng trước trận đấu. Chúng tôi cảm thấy không áp lực về kết quả trên sân hàng đẫy trong 10 năm qua, mà chỉ nhớ về chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Hà Nội vào năm ngoái. Đối với Phượng thì có thể là đội bóng Hà Nội là một đội bóng rất là tốt. Hà Nội Hoàng Anh là một trận đấu có thể là rất là lớn và rất là nhiều người hâm mộ quan tâm, nên là Phượng hy vọng là sẽ có một trận đấu thật tốt để cống hiến cho khán giả. Cái điều rất là may mắn là tuy ảnh hưởng của cơn bão nhưng mỗi buổi chiều thì thời tiết lại rất là đẹp. Đội bóng Hà Nội không vướng và đặc biệt là không nghỉ buổi tập nào, thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất là tốt trước đội bóng Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai sẽ được diễn ra lúc 19:15 ngày mai trên sân vận động hàng đấy. Trận đấu này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên những kênh VTV5 và VTV6.